Bò bị điện giật, người đàn ông nhanh trí lao ra giải cứu. Thấy con bò bị điện giật ngã xuống đường, một người đàn ông đã nhanh trí dùng khăn kéo con vật ra khỏi cột điện. Sự việc xảy ra bên ngoài một cửa hàng trang sức ở Mansa, Ấn Độ. Trong clip, một con bò đang đi trên đường ngập nước thì bất ngờ bị hút vào một cột điện. Sau khi co giật, loạn trọn, con bò đã ngã xuống đường. Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông đã nhanh chóng dùng khăn kéo con bò ra khỏi cột điện. Ít phút sau đó, con bò đã tỉnh táo và có thể tự đi được. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Người xem đều tỏ ra thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này. Ngập nước kiểu này thì nên ngồi chỗ cao khô ráo, con bò bị giật thì con người cũng có thể bị giật, quá nguy hiểm. May mà người dân đã giải cứu kịp, là những bình luận được người xem để lại.